bộ thìa dĩa nhựa cho bé giúp bé khám phá thức ăn bằng chính đôi tay của mình quá trình ăn dặm của trẻ sẽ dễ dàng hơn nếu có sự hỗ trợ của bộ thìa dĩa nhựa cho bé đây là dòng sản phẩm được rất nhiều bậc phụ huynh lựa chọn và tin dùng vì nó được làm từ nhựa pp vô cùng an toàn khi sử dụng sự tiện ích và thiết kế tinh tế cũng là một trong những ưu điểm khiến cho sản phẩm này được yêu thích đến vậy bộ thìa dĩa nhựa này được sử dụng trong giai đoạn ăn dặm của trẻ đây là một sự gợi ý vô cùng hoàn hảo và bạn không nên bỏ lỡ đảm bảo nó sẽ không khiến bạn thất vọng. ưu điểm chính của bộ thìa dĩa, bộ sản phẩm có màu trắng tinh tế sang trọng. Đẹp mắt, chất liệu nhựa PP an toàn cho sức khỏe, không chứa thành phần độc hại, thiết kế tinh tế nhưng không kém phần đáng yêu cho lứa tuổi tập ăn. Bộ sản phẩm bao gồm thìa và dĩa, đó là hai vật dụng không thể thiếu cho quá trình ăn dặm của bé, thông số của sản phẩm. Kích thước 113, 7 x 3 x 1,5 cm chất liệu, bộ thìa dĩa được làm từ nhựa PP đảm bảo tính an toàn khi sử dụng màu sắc. Dòng sản phẩm này có màu trắng tinh tế vô cùng hút mắt, xuất xứ Nhật Bản, bộ sản phẩm gồm, bộ sản phẩm bao gồm một chiếc thìa và một chiếc dĩa vô cùng xinh xắn.